mến của kênh Xem Gì Hôm Nay. Các bạn khán giả thân mến à, các cụ ta vẫn hay có câu rằng là nhất quỷ nhì ma và thứ ba chính là học trò. Nhắc đến thời học trò thì có lẽ là chắc hẳn những bạn mà đã ra trường rồi hay là kể cả những bạn vẫn đang học, đang ngồi trên ghế nhà trường đều cảm thấy và tự nhận rằng bản thân mình rất nghịch đúng không ạ? Không phải chỉ là nghịch đơn thuần đâu mà có những trò phải gọi là cực kỳ nghịch, khiến cho các thầy cô phải đau đầu và muốn nổ não bất cứ lúc nào. Và ở trong tập ngày hôm nay thì Miss Xem Gì sẽ đưa các bạn, chúng ta sẽ cùng quay trở về từ học sinh để cùng theo dõi những cái trò mà ngày xưa chúng mình vẫn hay chơi, vẫn hay đùa nghịch đấy. Các bạn sẵn sàng chưa? Cùng với Miss Xem Gì cầm một tấm vé đi về tuổi thơ nhé. Ăn vụng trong giờ học. Chắc hẳn đối với những ai đã và đang là học sinh thì không còn lạ gì với khoản ăn vụng trong giờ học đúng không nào? Có thể đồ ăn đó chẳng phải là gì to tát, đôi khi chỉ là gói mì tôm hay thậm chí là gói muối mì tôm cả nhóm mút chung, bim bim, hoa quả ăn vặt. Nhưng khi đặt trong bối cảnh ăn vụng, dầu diếm thầy cô thì những món đồ ăn vặt này bỗng tăng level, biến thành những sơn hào hải vị ngon khó cưỡng. Địa điểm tuyệt vời nhất để thực hiện phi vụ này tất nhiên là những dãy bàn cuối rồi đúng không các bạn? Đôi khi chúng ta không chỉ có đồ nhắm mà còn có cặp bia để uống. Khi cô giáo quay lên bảng viết bài thì bên dưới là một party sôi động. Cứ nâng lon, cụm ly, chén chú, chén anh đầy đủ. Nhưng thật bí ẩn, khi cô giáo đột ngột quay xuống, tất cả học trò của cô đang ngoan ngoãn chăm chú nhìn lên bảng, thi thoảng gật đầu đầy tính triết học. Nó ở cái tầm chất. Cứ đến giờ kiểm tra là thi nhau xé phở. Những giờ kiểm tra 15 phút bằng giấy đột xuất là kỷ niệm không bao giờ quên với các bạn học sinh chúng ta đúng không nào? Khi không còn giấy tập kiểm tra thì các bạn chỉ còn một cách, đó là xé trang giữa của vở rồi tự vẽ giấy kiểm tra. Nên cứ đến giờ kiểm tra là cả lớp nhộn nhạo, tiếng xé vở xoành xoạch. Câu chuyện cũng sẽ không thật sự êm đẹp, suôn sẻ như vậy khi mà xé dần xé mòn cũng có ngày quyền vở của bạn không thể xé được nữa. Và khi này bạn cần bày ra một khuôn mặt thảo mai, mắt chớp chớp, mặt dày quay sang xin một đứa bạn khác. Nhưng cuộc sống mà, điều kinh dị thật sự xảy ra khi mà đứa bạn này đồng ý xé vở cho bạn thì từ đâu hàng nghìn đứa bạn khác cũng nhao nhao vào giật lấy tờ giấy đó và xin xỏ, giật thêm vài chục tờ giấy khác cho bọn nó viết, và đến lượt bạn thì hết giấy để bạn xé. Một ngày thật vàng tươi nha. Đau bụng vào giờ kiểm tra bài cũ. Kịch bản này có vẻ nghe quen thuộc đúng không các bạn? Những sinh vật cảm tưởng như khỏe mạnh nhất trái đất khi cách đây ít phút còn khỏe mạnh, chạy nhảy, đấm đá, vật nhau, bỗng trở nên yếu đuối, đầy bệnh tật trong giờ kiểm tra bài cũ. Khi thầy cô cất lên câu nói thân yêu: các em chuẩn bị kiểm tra bài cũ, tôi sẽ gọi ngẫu nhiên, thì bỗng trong lớp có một bạn giả vờ đau bụng, đau đầu và 3-4 tên khác hè nhau: phải đưa bạn lên phòng y tế rồi cô ơi. Là khung cảnh siêu quen thuộc trong khá nhiều giờ học phải không nào? Chắc chắn sau khi ra khỏi tầm mắt của thầy, mấy cậu học sinh này chẳng thèm qua phòng y tế mà lại lượn lờ lớp học của các em gái xinh tươi vừa tia được sáng nay. Chờ thầy kiểm tra bài cũ xong là hết đau bụng, quần áo la lượt khỏe mạnh, hớn hở quay về lớp cho mà xem. Mông bạn lúc nào cũng là một thứ thật hấp dẫn. Cái mông không hề đắc tội với ai, nhưng không có nghĩa là không ai muốn đắc tội với cái mông. Khi một bạn học đứng lên phát biểu thì đây là thời cơ vàng cho hội con rơi ngồi sau lặng lẽ rút ghế của nó ra khỏi vị trí ban đầu. Và khi ngồi xuống thì oạch, kiểu gì cũng có cảnh một người vừa đau mông vừa tức, còn cả lớp thì được một phen cười vỡ bụng. Và tất nhiên còn những phiên bản kinh dị hơn dành cho những đôi mông vàng trong làng hay bị bắt nạt. Đó là những cái bút dựng ngược chờ trực bạn ngồi xuống, những bã kẹo cao su nhai dở chỉ chờ dính quần bạn vào ghế, và đôi khi là cả cái bật lửa chỉ chờ để hơ bỏng mông của bạn. Ôi, thật đúng là ma quỷ cũng phải xin thua. Chôn tập thể. Đôi khi bạn bị trêu chọc bởi một đứa bạn có thể đã là điều may mắn rồi, bởi có khi bạn sẽ bị tấn công bởi một tập thể, một bầy đàn có thế lực cực kỳ nguy hiểm và manh động. Bọn chúng sẽ lao vào khoanh bạn lên, kéo tay nhấc chân bạn lên một cách đầy thô bạo, mặc kệ áo của bạn bị tốc lên lòi cả ra cái bụng mỡ và rốn sinh, hay quần bạn bị hở ra cả quần slip bên trong cũng không khiến cho bọn giặc này thương hoa tiếc ngọc. Bọn chúng sẽ xách bạn thả lơ lửng ngoài ban công, hay khiêng bạn ném bùm bùm vào tường, dạng chân bạn đẩy vào giữa một cái cột. Ôi, nhắc đã thấy thốn tận óc rồi. Dù sao thì đây cũng là những hành động rất là nguy hiểm đấy, các bạn nên hạn chế nha.
chụp ảnh dìm hàng. Thời đại mà điện thoại là vật bất ly thân như hiện tại, với hàng chục app chụp ảnh, chỉnh sửa ảnh thần kỳ như hiện tại, thì thật sự không khó để có một bức ảnh đẹp đúng không nào? Trên những trang mạng xã hội, đặc biệt là các bạn gái luôn xinh xắn như những cô công chúa. Nhưng cuộc đời không phải khi nào cũng màu hồng, khi mà bạn có một lũ bạn thân không hề có tâm. Đôi khi bạn cảm thấy bạn có phải người nổi tiếng, còn những đứa bạn của bạn sẽ là lũ paparazzi đáng ghét hay không? Bất kỳ thời điểm nào bạn sơ hở như bạn ngáp không che miệng, nhồm nhòm ăn vặt, ngủ chảy rãi trong lớp, các bạn cứ yên tâm, bởi vì khi bạn nhìn thấy những bức ảnh ấy, bạn sẽ phải bất ngờ về độ xấu của chính bản thân mình đấy. Nay được nghỉ nha cả nhà. Sự thật tuy phũ phàng nhưng vui nhất là khi đi học lại được thông báo nghỉ đúng không cả nhà. Mỗi khi có đứa thông báo được nghỉ tiết, cái lớp đang yên tĩnh bỗng trở nên sống động và được thầy cô miêu tả bằng chữ như chợ vỡ. Những khuôn mặt mệt mỏi, ủ rũ bỗng tươi không cần tưới. Đấy là viễn cảnh đẹp nhất có thể xảy ra, nhưng có những kẻ lại biết lợi dụng khoảnh khắc này để chơi đùa với cảm xúc của bạn khi nhân lúc cô giáo chưa vào lớp, lại lừa được cả lũ là cô ốm được nghỉ. Đến khi cả lớp mừng rỡ hò hét xách cặp ra về thì cô giáo đứng ngay trước cửa rồi. Chắc chắn tên lừa đảo này sẽ bị cả lớp trừng trị thẳng tay cho mà xem. Tôi bị điên, hãy đánh tôi đi. Trò chơi này chưa từng có dấu hiệu giảm nhiệt đối với các thế hệ học trò từ xưa đến nay. Sau những giờ học căng thẳng, team nhà mình thường sử dụng những tờ giấy đủ màu sắc hay những tờ giấy nhớ viết lên vài chữ nhằm chôn bạn bè. Chắc hẳn ai cũng từng chơi trò âm thầm dán những mẩu giấy viết dòng chữ tôi bị điên, hãy đánh tôi đi, hãy cho tôi giáp, hoặc là nạn nhân của trò này rồi đúng không? Cảm giác bị mọi người cười rồi tự nhiên bị ăn đánh mà không biết lý do vì sao, chắc ức chế lắm đấy nhỉ. Ngăn bàn là căn cứ bí ẩn. Doraemon thì có túi thần kỳ, còn các bạn học sinh chúng ta thì có ngăn bàn thần kỳ. Chúng ta cần gì, ngăn bàn có đó. Đói ư, trong ngăn bàn có giấu đồ ăn. Muốn đọc truyện, nghịch điện thoại ư, chắc chắn sẽ giấu quyển truyện điện thoại trong ngăn bàn để đọc, để xem chứ còn lạ gì nữa. Quay cóp bài ư, cũng có tài liệu giấu trong ngăn bàn luôn. Chép bài môn khác ư, tất nhiên khi giáo viên đi xuống lại tiện tay vứt vào ngăn bàn rồi. Ôi, ngăn bàn quá là thứ che giấu nhiều tội lỗi đây mà. Những thiên tài hội họa. Vẽ bậy và sách giáo khoa là trò mà rất nhiều họa sĩ bất đắc dĩ ưa chuộng, vì vừa có thể giả vờ ghi chép qua mắt thầy cô, vừa liệu pháp chống gây mê hoàn hảo. Với những họa sĩ lang nhang thì cũng coi như là giải trí, nhưng cũng có những tác phẩm khiến chúng ta phải giật mình, vì cũng ra ngô ra khoai đấy chứ, chất lừ lắm chứ bộ. Nhiều khi bạn sẽ phải gật gù, trầm trồ với những sáng tạo độc đáo và bộc phát này đấy. Các bạn hãy cùng xem chụp ảnh sau đây của chúng mình để cùng nhau trầm trồ nhé. Không những thế, còn có trò lưu vẽ thân hoặc đầu mang hơi hướng hoạt hình, phim ảnh, sau đó cắt ra dơ lên ghép với đầu hoặc thân của thầy cô hay bạn bè cùng lớp nữa đấy. Trò này và trò so sánh màu sắc, kiểu dáng quần áo của cô với đồ vật dụng hàng ngày đều khiến chúng ta có những trận cười sảng khoái, nhưng cũng thấy bất ngờ và công nhận khả năng sáng tạo của các bạn học sinh đúng không nào? Sau khi xem tới đây rồi, các bạn chắc cũng đã có một khoảng thời gian vui vẻ cùng với Miss Simzy, cũng như hồi tưởng lại những trò nghịch ngợm mà mình đã và đang làm khi mình còn là học sinh đúng không? Bạn nào đã nghịch ngợm bao nhiêu trong số các trò tinh quái trên đây? Hãy để lại ở phía bên dưới nhé! Miss Simzy sẽ bật mí trước, đó là Miss Simzy dính cả 10 trò ở trên danh sách này rồi. Còn bây giờ, các bạn thấy video hôm nay của chúng mình có thú vị không nào? Và để làm ra được một video thú vị như thế này thì không thể không kể đến công sức của anh Việt Hoàng, editor, và chị Mai Anh, người sáng tạo nội dung. Và để ủng hộ cho team Sơn Thị của chúng mình thì các bạn đừng quên like và subscribe kênh nhé. Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.